Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại channel của bạn. Thì bữa nay mình thay nhớt xe các bạn. Vừa rồi đi road trip Florida về, cho nên xe nó cũng đụng 10.000 mai, cho nên là mình thay nhớt xe Toyota Sienna đời 2021. Rất là đặc biệt các bạn. Mình cũng thay nhớt nhiều, nhưng mà giờ lần đầu tiên mới thay nhớt Zero W16 là nó lỏng như nước vậy các bạn. Thì cái loại hybrid này á, thì nó dùng nhớt đặc biệt, thì có nghĩa là cái nhớt bây giờ nó lỏng để nó len lỏi vô những cái part mà nhỏ của trong máy á các bạn. Thì cũng thay nhớt cũng đơn giản, khoảng bốn quạt nhớt đó. Thì xe máy 4 mà 4 quạt nhớt, và nhớ là W16 nha các bạn. Các bạn bỏ W20 vô là có thể máy các bạn bị overheat đó. Thì cũng thay nhớt đơn giản, mở ở dưới dùng chìa khóa số 14 các bạn, mở dưới gầm xe. Rồi để mình vô mình mở, rồi mình để các bạn xem. Mình chạy xe lên, mở nắp lên, capo lên, chạy xe lên cái ram này các bạn. Đó thì nó sẽ cho một cái gáp ở dưới rồi mình mở. Rồi, đây các bạn. Đó, thay nhớt tháo con ốc này ra size số 14. Các bạn nhớ nha. Mở khóa 14 và mình nhớ mỗi lần thay nhớt á, thì phải thay cái ron này nha các bạn. Đó, phải thay cái ron này, không thôi là xe sẽ bị chảy nhớt các bạn. Ok. Thì thay nhớt thì mình chưa, nó có cái nắp cover này là số 10 mm, rồi mở ra đây là tháo con ốc nhớt này ra size 14 và cái lọc nhớt cái lọc nhớt đây các bạn. Rồi cái về Toyota để về lại cái loại dạng này rồi, hết là size lọc giấy rồi các bạn, cho các bạn cũng dễ dàng đó. Rồi mình để cho nó chảy, mở nắp ở trên xong nó... rồi thì mình sẽ thay cái lọc nhớt của Farm đó, BH4967, mình check rồi, mua trên Amazon chỉ có 4 đồng cái lọc nhớt này thôi. Lọc nhớt này thì rẻ hơn lọc giấy đó. Rồi mình mua cái đồ để gỡ cái kềm để mở cái ấy ra các bạn, cái kềm để mở cái lọc nhớt. Ok, đơn giản vậy thôi, 4 quả nhớt. Check nắp ở dưới số 2. Đó, tí hồi mình sẽ bày cho các bạn check nhớt. Ok. Tháo nhớt ra, thay nhớt được xong rồi. Nhưng mà mình không có bắt cái này vô vội. Để mình chế nhớt mới vô mà mình kiểm tra coi có leak không. Rồi mình sẽ có bị rỉ không các bạn. Trước khi rồi mình mới đóng cái đó lại. Ok. Giờ chế 4.8 quạt vô, 4 bình là mỗi bình 1 quạt. Thì sẽ chế 4.8 và chừa lại xíu. Ok. Sau khi mình nổ máy xong rồi, mình chế nhớt xong rồi thì mình vô xe mình nổ máy các bạn. Sẽ vô mình reset nè. Các bạn thấy không, vô phải giữ nút ok. Và mình do oil change reset kata 10.000 mai. Rồi mình schedule maintenance, reset luôn. Rồi vậy thôi là xe các bạn sẽ không có báo thay nhớt nữa. Ok. Rồi giờ mình nổ máy một xíu rồi mình kiểm tra cái thước nhớt. Mình chỉ muốn nó tới nắp số 2 thôi, thì hồi mình sẽ chỉ cho các bạn. Ok. Rồi mình sẽ check rồi lít không nè. Để thì mình sẽ bắt máy vô. Đó, mình phải kiểm tra coi cái lít làm xe đó có chạy nhớt không. Đó. Ok. Rồi cái cây thước đo nhớt ở đây. Đó, cho anh em nào muốn nhanh
nó tới cái nắp số 2 thôi. Đụng vô à. Đó, mình chỉ muốn nắp số 2 thôi, tới cái nắp này thôi các bạn. Cái hàng nắp lúc nào cũng ở dưới nắp số 2. Thì các bạn nên làm thiếu rồi để chăm dần, chứ các bạn chế nhiều quá thì các bạn sẽ lấy đi không có được các bạn. Ok. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. 4.8 wow. Là mình chế khoảng 5 bình rồi xíu thôi. Mỗi bình là một quạt, 5 bình là 5 quạt mà mình chế dư chưa lại một xíu. Rồi bắt đầu mình chăm dần là sẽ ok. Ok. Rồi cảm ơn các bạn đã coi video giờ phút này nha. Nếu thấy hay thì đăng ký, like, chia sẻ. Ok, bye bye, chào tạm biệt. Các bạn, tại sao mà xe mới, xe các bạn mới mua từ hãng về các bạn nên thay nhớt lúc đầu 5.000 mai, 10.000 mai đầu tiên các bạn nên thay nhớt các bạn. Tại vì lúc đó là những cái kẽm ở trong chiếc xe các bạn, nó sẽ nằm ở dưới cái, sau khi chạy 5.000 mai các bạn thay. Thêm 5.000 mai nữa các bạn thay tiếp. Sau đó rồi các bạn mới chạy 10.000 mai các bạn thay, hoặc các bạn muốn xe các bạn bền thì hay gì đó thì các bạn có thể thay 6.000 mai, 5.000 mai các bạn thay. Nhưng mà 5.000 mai đầu tiên của chiếc xe và 10.000 mai đầu tiên của xe rất là quan trọng. Tại vì những cái kẽm, những cái tiện, gọi là cái gì ta, những cái bột kẽm các bạn ở trong cái máy lúc người ta tiện người ta bỏ vô á, nó còn trong xe nó mới á, thì là nó sẽ động lại ở dưới cái bình xả, cái bình xả nhớt của các bạn á, cho nên các bạn muốn flush nó ra, muốn xả nó ra hết đó, rồi 10.000 mai các bạn xả thêm lần nữa thì là xe của các bạn sẽ rất là bền. Ok, đó là lý do tại sao mình thay nhớt 5.000 mai và 10.000 mai mình thay liền, sau đó 20.000 mai, 20.000 mỗi 10.000 mai mình thay. Ok, tại nhớt bây giờ rất là tốt, cho nên mình sẽ thay 20.000 mai, vừa thay nhớt vừa thay lọc, vừa thay nhớt vừa thay lọc. Đó, ok, đó là mình muốn chia sẻ, hồi nãy nói mà quên nói. Ok, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn.